Chào các bác, hôm nay bên shop dụng cụ nông nghiệp lại về những cái dòng cần thiết dành cho các bác làm vườn, làm cây. Thì với những cái dòng dao chiết này thì nó rất chi là nhiều dòng, mấy chục dòng cơ. Nhưng mà bên em sẽ chọn ra 5 cái dòng sắc bén nhất và truyền thống để cho các bác dùng. Thì với cái dòng dao này thì đầu tiên là cái dòng dao cán gỗ mà đang được các bác nhà mình ưa chuộng nhất. Về tay phải nhá, sẽ là vát tay phải, một cái dòng dao vô cùng là sắc bén này. Đấy, và tiếp theo là cái dòng dao cán đen lưỡi trắng, cán đen lưỡi đen. Thì cái dòng này các bác lưu ý một chút nhá. Nó sẽ có hai loại đấy. Tuy nó rất chi là giống nhau nhưng nó sẽ là hai loại. Như cái loại này các bác nhìn thì nó là cái lưỡi trắng này. Còn cái này thì nó sẽ là cái lưỡi đen nhá. Đây bỏ hai cái đây như các bác nhìn này. Cái giá của hai cái mẫu này rất chi là rẻ nhá. Đấy, hàng thì là hàng truyền thống. Thì từ trước đến nay đa số cái mẫu này là các bác sử dụng nhiều nhất này. Đấy, thì tiếp theo là cái mẫu dao đen. Dao đen thì là một cái dòng cao cấp nhé. Đấy, các bác cứ theo dõi một chút video thì em sẽ nói từng giá của mỗi dòng để các bác nhà mình được tham khảo ở trên cái video này. Đây là cái dòng dao đen này, dòng dao cao cấp, dòng dao hàng Trung Quốc nha các bác nhé. Nhưng mà vô cùng là sắc bén. Đấy, bởi vì Trung Quốc thì nó rất nhiều hàng tốt, nhiều hàng công ty. Đấy, thì với cái mẫu này thì là cái mẫu cao cấp, sắc bén cực rồi. Và cuối cùng là cái mẫu dòng dao đỏ. Dao đỏ thì ưu điểm vượt trội của nó thì sẽ dành cho các bác làm tay trái và làm tay phải. Nó sẽ có hai lưỡi. Nó sẽ có hai lưỡi, một vát trái và một vát phải, là cái dòng dao đỏ này. Đấy, và những cái dụng cụ tiếp theo thì như là bóng. Bóng chiết này thì bên em sẽ có hai loại. Hai loại em để ở đây nhá. Đó là loại 5 phân và loại 8 phân. Đấy, các bác mà cần dùng mẫu nào, đây là cái mẫu 6 phân và 8 phân nhá. Cái này là 6 này. Còn cái 8 phân ở đây này, các bác có thể so sánh trực tiếp luôn đây. 6 phân và 8 phân nhá, nó chênh nhau đây. Đấy, 6 phân và 8 phân. Thì đây là cái loại bóng tự hủy tốt nhất đây, dành cho các bác ghép cây đây. Và kéo khoanh thì bên em rất chi là nhiều loại nhá. Nếu mà các bác mà tham khảo cái dòng nào thì các bác hãy kết bạn Zalo với em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số Zalo của em, có tất cả những hình ảnh về những cái sản phẩm để các bác được tham khảo. Kéo khoanh thì đầu tiên là cái khoanh bưởi này. Khoanh bưởi, khoanh các loại cây to thì các bác dùng cái loại này. Còn nếu như các bác dùng khoanh cam thì dùng khoanh cây nhỡ kìa nhá. Còn cái dao ghép chiết cam mũi nhỏ đây, rất nhiều bác dùng để làm cam. Đấy. Thì với những cái dòng dụng cụ nông nghiệp này, bên shop nhận ship COD toàn quốc. Đấy, các bác ở đâu mà đang cần đến mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em. Và em sẽ nói giá từng mẫu một để các bác nhà mình khi mua được biết giá trên tất cả những cái mẫu dao này. Như con dao cán gỗ này thì bên shop đang gửi tới các bác là 120.000. Đấy, còn con dao đen và con dao trắng nhá. Con lưỡi trắng này thì là 80.000 này. Đây các bác này. Còn con này là con đen. Con đen này là 100 nhá. Đấy, và cái dòng dao đen cao cấp này là 150 này. Cái dòng dao đỏ này cũng là 150 này. Đấy, thì là những cái mẫu cực kỳ cao cấp rồi. Đấy, thì một cái video ngắn thì em cũng vừa chi tiết về những cái dụng cụ làm vườn cần thiết. Và bên cơ sở em rất nhiều đồ nhá. Các bác mà quan tâm tới dụng cụ gì thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em để tham khảo những cái mẫu tốt nhất của bên em. Đấy, bóng ghép thì rất chi là nhiều. Các bác cần mấy phân hoặc là đặt số lượng nhiều, em sẽ chặt đúng bằng cái kích cỡ các bác cần nhá. Nhưng mà phổ thông nhất là cái mẫu 6 và mẫu 8 này thì được các bác ưa chuộng và dùng rất nhiều. Ấy thì dao thì con dao đỏ đây em cũng cầm lên để các bác xem chi tiết một chút về con dao đỏ này. Toàn bộ những cái dòng dao này là dao gấp hết nhá. Con này là vân gỗ đỏ đây. Rất chắc chắn, cầm lặng. Đấy, và nó có khuy đeo đây. Vân gỗ đỏ nhá. Đây này. Các bác phải lưu ý, có nghĩa là nó hai lưỡi, có nghĩa là nó vát cả hai bên này. Sắc ngọt lắm con này, vát cả hai bên. Còn với những cái dòng tay phải này thì nó chỉ có một bên là làm tay phải thôi nhá. Đây. Như các bác nhìn. Đấy. Thì hôm nay bên cửa hàng em về rất chi là nhiều. Và bên cửa hàng em thì ở Tân Yên, Bắc Giang. Nếu như các bác mà ở gần thị trấn Cao Thượng hoặc những cái vùng lân cận thì hãy liên hệ tới bên em hoặc là các bác tới tận nhà để tham khảo những cái sản phẩm này. Đấy, dụng cụ thì rất chi là nhiều để gửi tới các bác. Nhưng một video thì em chỉ đăng tải được từng này thôi. Đấy, các bác mà quan tâm hơn thì đừng quên ấn vào nút đỏ là cái nút đăng ký đấy ạ. Và ấn vào chuông để mỗi video em sẽ đăng tải một sản phẩm để các bác nhà mình được tham khảo. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau nhé.